Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Hoan, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm phải trả giá. Lê Thanh Hải cười khẩy. Vụ oan của Thủ Thiêm đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vụ án này đã đi vào bế tắc vì nguồn gốc của bản đồ quy hoạch 1/500 được ban hành kèm theo quyết định số 367 về quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, được Thủ tướng Chính phủ vào thời đó là ông Võ Văn Kiệt ban hành vào năm 1996. Tuy nhiên, vào năm 2006, ông Nguyễn Văn Đua đã ký quyết định số 6565 quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, truất phế quy định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đó, gây ra oan khuất ngất trời cho bà con tại Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan đang bị đưa lên thớt. Vào năm 2018, báo chí và cả nhân dân đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng ra bản đồ gốc. Thì ông Võ Văn Hoan lúc đấy là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố nói rằng nó đã bị mất. Trưa ngày 2 tháng 5, ông Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội. Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt ra điều câu hỏi liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, trong đó có đề cập đến thông tin cho là Thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy bản đồ quy hoạch khu đô thị này. Ông Hoan đã nói tỉnh keo rằng chưa tìm thấy bản đồ này nằm trong bộ hồ sơ lưu trữ, chứ không phải là không có. Trong khi đó, chính ông chịu trách nhiệm về vấn đề lưu trữ bản đồ gốc. Cho đến nay đã hơn 4 năm, nhưng ông Võ Văn Hoan vẫn chưa tìm ra bản đồ gốc này. Thế là dìm vụ án Thủ Thiêm chìm xuống. Muốn khui ra tam trụ ăn đất ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì trước hết phải truy bản đồ gốc mới tìm ra sai ở quyết định do Nguyễn Văn Đua đã ký. Mà muốn truy bản đồ gốc thì phải do Võ Văn Hoan cho bắt rồi mới điều tra, nếu không thì tam trụ ăn đất vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vào ngày 19 tháng 9, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Hoan bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định về thi hành kỷ luật của Đảng 30 tháng 6 năm 2022. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan, chính là thành trì bảo vệ tam trụ ăn đất. Như vậy là bước đi của ông Phạm Minh Chính chẳng qua là theo thủ tục khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã kỷ luật ông này về mặt Đảng. Nội dung kết luận sai phạm của ông Võ Văn Hoan thì vẫn là những lời nói chung chung theo cùng một form như bao lâu nay ông Trọng đã làm, đó là Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản của nhà nước, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn của thành phố. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và các sở, ngành bị xử lý hình sự. Cũng nhiều nhà phân tích đang chờ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với ông Võ Văn Hoan. Ông này chính là đầu mối để khui ra sai phạm của tam trụ ăn đất, và liệu ông Trọng có cho bắt tạm giam ông này để điều tra tam trụ kia hay không. Đây là hình ảnh làm mất bản đồ gốc có chủ ý. Thực tế là thế lực ngầm Lê Thanh Hải vẫn còn rất mạnh. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì hai trụ còn lại cũng sẽ ngã nhào. Tuy nhiên, để bè được trụ Lê Thanh Hải hiện nay là rất khó đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đã có nhân vật thân cận với ông Lê Thanh Hải mà làm lớn như Võ Văn Hoan rất nhiều, như ông Tất Thành Cang, nhưng ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông Hải. Lần này bắt Võ Văn Hoan cho thấy ông Trọng đã không bỏ cuộc. Tuy nhiên, theo một số người đánh giá, ông Lê Thanh Hải ngồi nhà cười khẩy những nỗ lực của ông Trọng. Không biết lần này ông Trọng có chứng tỏ được uy quyền thực sự của mình hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tứ trụ Chính phủ, ba trụ lung lay, cơ hội nào cho Nguyễn Thành Nghị. Mục đích của Nguyễn Thành Nghị, con trai của Nguyễn Tân Dũng, dường như là bước vào Bộ Chính trị và ít nhất là một chiếc ghế Phó Thủ tướng trong Chính phủ vào nhiệm kỳ tới. Nguyễn Thành Nghị đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ đầu là Ủy viên dự khuyết ở Trung ương Đảng, như vậy là quá lâu. Nhiệm kỳ tới đây cần phải thay đổi chứ không thể như thế mãi được. Hiện nay có 4 chiếc ghế Phó Thủ tướng
thì đã có 3 ghế đang rất lung lay. Ghế Phó Thủ tướng thường trực ông Phạm Bình Minh thì đang dính đến vụ chuyến bay giải cứu. Vào ngày 14 tháng 7, Bộ Chính trị đã có cuộc họp về đề nghị kỷ luật khiển trách đến ông Phạm Bình Minh. Được biết, việc kỷ luật công khai chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, ghế Phó Thủ tướng thường trực đã lung lay. Đến hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị. Ghế thứ nhì bị lung lay đấy là ghế của ông Vũ Đức Đam. Với việc vụ án Việt Á được mở rộng và chủ đích ông Nguyễn Phú Trọng là nhắm đến chức các ủy viên Trung ương Đảng đang là bí thư tỉnh ủy ở các tỉnh, thì việc một ủy viên Trung ương Đảng như Vũ Đức Đam không có gì là đảm bảo rằng lửa Việt Á không táp đến nhà ông. Theo Thời báo .d được biết, hiện nay ông Tổng đang rất cân nhắc có nên đưa Vũ Đức Đam lên thớt hay không. Bởi nếu đưa Vũ Đức Đam lên thớt thì sợ rằng bứt dây động rừng. Ông Thủ tướng thấy mất an toàn sẽ tìm mọi cách chống lại. Trong những ngày gần đây, vấn đề về bệnh viện bị bỏ hoang, thuốc men đã được ông Phạm Minh Chính xử lý và ông Vũ Đức Đam gần như không chạm đến. Ghế thứ ba cũng đang lung lay, đó là ghế Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Mới đây, tài liệu nội bộ đã tung ra hàng loạt những sai phạm đất đai ở Hải Phòng thời ông Lê Văn Thành là bí thư tỉnh ủy. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thuyên chuyển ông Trần Lưu Quang từ Thành phố Hồ Chí Minh ra để nắm Hải Phòng, cũng vì mục đích xem xét những sai phạm từ người tiền nhiệm trước đó. Đến nay kết quả cũng là trong vòng bí mật, tuy nhiên tài liệu nội bộ cũng đã bị xỉ ra một chút ít cho người dân cùng biết. Ghế Phó Thủ tướng còn lại là ghế của ông Lê Minh Khái thì hiện nay tương đối ổn. Nói chung, ông Lê Minh Khái là người bảo vệ hồ sơ điều tra của Thanh tra Chính phủ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Khái mà đổ thì xem như ông Phạm Minh Chính cũng đổ theo. Nên hiện nay ông Chính đang gia cố chân trụ Lê Minh Khái rất vững chắc. Đây là hình ảnh chiếc ghế của Phạm Bình Minh, nếu Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị sẽ nhắm đến ghế này. Ghế Phó Thủ tướng lung lay cũng vừa là tin tốt nhưng cũng lại là tin xấu cho Nguyễn Thanh Nghị. Tin tốt là sau nhiệm kỳ Nguyễn Thanh Nghị thế có thể sẽ rộng cửa để chám vào nếu 3 năm tới tiếp theo Nguyễn Thanh Nghị không có sai phạm gì. Tin xấu là có đến 3 chân trụ trong 4 trụ Phó Thủ tướng đang lung lay thì e rằng ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính cũng khó mà vững được. Ông Chính không vững thì Nguyễn Thanh Nghị cũng chờ vờ không biết bám vào đâu. Ông Nghị cũng đang nỗ lực thể hiện để ghi điểm trước Trung ương Đảng. Mục đích của Nghị là tìm kiếm sự ủng hộ chính trị, chứ Nghị không còn ngây thơ như trước đây. Lúc trước ở quê nhà Kiên Giang là vua một cõi nên không cần phải xuất thủ đoạn chính trị, còn hiện nay Nghị đang ở Kinh Thành, nơi mà rất nhiều kẻ đang hăm hè triệt hạ lẫn nhau, thì Nguyễn Thanh Nghị cũng đang có những chiến lược mang tính dân túy, làm thỏa mãn dư luận và lấy được sự ủng hộ của nhiều người trong Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Lê Văn Thành. Nếu Nguyễn Thanh Nghị không thể vào Bộ Chính trị thì nhắm chiếc ghế này. Tham vọng xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cũng là một chiêu trò chính trị. Đề án mang tính nhân dân văn vì người nghèo sẽ có được điểm cộng trước dư luận và trong đảng. Nhưng đến năm 2030, ông bộ trưởng nào thay cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ phải hốt đống rác này cho Nghị. Và lúc đó Nghị đang ở vị trí cao hơn, mà đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng đã phải hưu thì không ai làm gì được Nghị nữa. Nghị đang có cơ hội lớn cho 3 năm nữa, nhưng trước hết đừng làm gì dại dột để rơi vào lò thì xem như hết cơ hội.